Mình chào tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình ha. Thì như chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái loại thuốc mà nó trị cái đốm lá trên cây dưa leo nha các bạn. Cũng như là vàng lá nha. Thì mới thì ban đầu thì nó sẽ là đốm lá, sau đó nó sẽ chuyển sang vàng lá nha các bạn. Ở đây quay cho các bạn xem nè. Thì cái cây này á, thì nó hay bệnh cái bệnh này lắm các bạn, đốm phấn này nọ lum không à, lý do là do thời tiết các bạn. Ví dụ như trời đang nắng mà chuyển sang mưa như lúc rải các bạn bão nhiều này nọ các bạn, thì nó sẽ bị bệnh các bạn, với một số trường hợp khác như là sâu bệnh này nọ đó. Để mình quay sơ cho các bạn xem cái vườn dưa leo ha. Thì sau đó thì chia sẻ cho các bạn loại thuốc để kiếm cái chỗ nào bệnh nhiều các bạn, quay cho các bạn xem. Đây các bạn, khúc này bệnh nhiều nè. Thì cái dàn dưa này thì cơ bản thì nó cũng ổn định các bạn, thì chỉ có một số cây nó bệnh á. Thì sẵn là mình quay video chia sẻ cho các bạn luôn. Đây nè, đốm lá nè các bạn, bạn thấy không ạ? Đó. Thì cái loại thuốc mà để trị cái này thì cũng nhiều loại các bạn. Nhưng mà ở đây thì mình đơn cử ra một cái loại thuốc cho các bạn sạch ha. Thì đây là cái loại thuốc là Champion các bạn, 77WB, nó là cái từ ngữ tiếng Việt luôn á, còn tiếng Anh mình không biết. Mà mình thấy xịt cái loại này nó rất là ok. Thì một gói như vậy thì nó khoảng là 100 gram nha các bạn ha. Các bạn có thể là pha trung bình là 20 lít á. Rồi các bạn xịt ha. Nó cũng rất là dễ thôi. Thì cái gói thuốc này á, thì thị trường bán bây giờ là tầm 55 ngàn đến 60 ngàn trở lại các bạn, chứ cũng không có nhiều nữa. Nên nó bị vàng lá này các bạn. Thì các bạn có thể mua cái loại thuốc này tại các vật tư nông nghiệp các bạn. Cũng như là các bạn có thể là lên những cái trang mạng điện tử á, các bạn mua cũng có nữa, như Shopee nè, rồi Lazada nè, Tiki nè, mua cũng có nữa các bạn. Thì ở đây thì mình không có chèn cái logo của cái loại thuốc nó lên cái màn hình này, tại vì YouTube lúc rày là nó không có cho như vậy nữa các bạn. Đặt vô thì nó bị là quảng cáo bị trả phí á, nên mình không có tiện là mình chèn ở đây. Thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn thôi là Champion nha các bạn ha, 77WB. Đó, các bạn lên Google hay gì đó các bạn search thì nó sẽ ra nha. Còn nếu như mà các bạn tìm không ra nữa thì các bạn có thể liên hệ mình bằng qua cái số Zalo của mình á, nằm ở trang chủ á, thì các bạn có thể liên hệ mình thì mình gửi cái hiệu thuốc qua cho các bạn xem. Đây các bạn, thì đây nó bị vàng lá nè các bạn, nó vàng lá ở đòn luôn các bạn ha. Thì vườn này đó là mình đang lấy trái nha các bạn, đang lấy trái thì rảnh thì mình chút xíu nữa mình để mình quay tổng quan về cái cây dưa leo này, cũng như chia sẻ cho bạn một số kỹ thuật á, là mở cái video sau ha. Thì bây giờ bạn nào chưa like thì hãy like cho mình cái video này nha các bạn, để mình có động lực thì mình chia sẻ cho các bạn những cái loại thuốc mà trị trên cây dưa leo cũng như là các loại cây khác ha. Thì kênh mình á thì quay cũng rất là nhiều loại, đây bị vàng lá nữa nè các bạn, tận gốc luôn rồi. Ở dưới gốc hay bị lắm. Ở đây thì mô hình này á, là trồng trên đất thịt nha các bạn ha. Này trải bạc của hẳn hồi các bạn, đi là đi ống nước luôn á. Thì cũng là mình cũng đã thu hoạch được một số trái rồi. Ở nhìn cũng rất là ok nha các bạn. Đó. Này là mình trồng theo clip ha. Đó. Thì cũng như là bạn nào đang trồng kinh doanh á, thì các bạn có thể xem lại trong cái kênh của mình ha. Thì trong phần danh sách phát của mình về chủ đề cây dưa leo á, thì mình cũng quay cũng khá nhiều cái mô hình á, thì các bạn có thể là xem lại nha các bạn. Đó. Thì thôi thì video mình quay tới đây thôi nha các bạn ha. Chủ yếu là hôm nay là chia sẻ cho các bạn là cái loại thuốc là trị được cái đốm lá trên cây dưa leo nha các bạn. Rồi thì mình cũng xin được mến chào nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.